Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa con ếch nhé. Và nguyên liệu cần có để móc được một bông hoa con ếch gồm có len màu xanh lá, len màu trắng, một ít bông, kéo, một chiếc que xiên. Kim móc mình sẽ chọn là đầu 3.0, một chiếc kim khâu, một đôi mắt và một ít kẽm lá nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm. Cái hình con ếch thì mình sẽ sử dụng bằng len màu xanh lá. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, lên một bính, móc vào đây là 6 mũi lơn. Các bạn đốt len và móc sang đây là một mũi trượt. Sang hàng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc hàng số 2. Sang hàng số 3, các bạn lên một bính này. Hàng số 3 các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, rồi lại đến một mũi đơn, tiếp tục là một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc hàng số 3, sang hàng số 4, các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng. Từ chân tiếp theo đến hết vòng, các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn, sau đó là một mũi tăng, rồi lại 2 mũi đơn, sau đó là một mũi tăng đến hết vòng. Chân cuối cùng là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 4. Sang vòng số 5, các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, rồi lại 3 mũi đơn, sau đó lại đến một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng.
Kết thúc vòng số 5. Tiếp theo sang vòng số 6. Từ vòng số 6 đến vòng số 9, các bạn sẽ móc là mỗi chân một mũi đơn. Kết thúc vòng số 9. Sang vòng số 10, các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn này. Sau đó là 1 mũi giảm. Tiếp tục lại 3 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi giảm. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 10. Sang vòng số 11. Các bạn sẽ móc là 1 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi giảm. Và
Và chân tiếp theo các bạn sẽ móc là hai mũi đơn, sau đó lại lấy một mũi giảm, và các bạn cứ móc hai mũi đơn xong lấy một mũi giảm đến hết vòng. Cuối cùng là một mũi đơn và kết thúc vòng số 11. Sang vòng số 12, các bạn sẽ móc là một mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm, rồi lại một mũi đơn, xong đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng thứ 12, các bạn sẽ dừng lại và nhồi vào đây một ít bông. Sang vòng cuối cùng, các bạn sẽ móc là 6 mũi giảm. Kết thúc vòng, các bạn cắt len. Và mình đã móc xong một cái phần đầu như thế này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần tai. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, lên một bính
Móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2. Các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng, các bạn sẽ cắt len. Cắt ra một đoạn len dài nhé, để tí nữa các bạn sẽ khâu vào cái phần đầu. Và mình đã xong một cái tai như thế này. Và tương tự, các bạn móc thêm cho mình một cái tai nữa. Và mình đã xong hai cái tai. Tiếp theo là mình sẽ móc cái phần chân. Mình sẽ móc là 4 cái chân nhé. Đầu tiên các bạn cũng tạo một vòng tròn ma thuật. Lên một bính này, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng, sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 1 mũi đơn. Sau đó các bạn cắt len. Và mình đã được một cái chân như này. Tương tự các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 cái nữa, tổng là 4 cái.
mình đã xong bốn cái chân. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu trắng để móc cho nó cái phần bụng nhé. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó lên một bính này, móc vào đây là 6 mũi đơn. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc hàng số 2, sang hàng số 3, các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng, rồi lại một mũi đơn, sau đó đến một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 3. Sau đó bạn cắt len. Và mình đã xong cái phần bụng như thế này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang móc cái phần lá nhé. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó lên 10 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo bạn sử dụng một đoạn kẽm này và móc viền qua, móc qua cái đoạn kẽm này luôn để cho cái lá nó cứng nhé. Các bạn sẽ bỏ chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai là một mũi đơn, chân tiếp theo là một mũi nửa kép, bốn chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đơn, một này, hai này, ba này, bốn này, chân tiếp theo là một mũi nửa kép, sau đó là đến một mũi đơn, chân cuối cùng là ba mũi đơn chung một chân. Kết thúc một bên, sau đó các bạn sẽ móc vào cái bên cạnh, bên đối diện. Các bạn sẽ móc tương xứng giống như cái phần vừa móc, phần bên dưới bính kia vừa móc. Đầu tiên sẽ là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi nửa kép, sau đó là đến bốn mũi kép đơn.
rồi đến một mũi nửa kép, tiếp theo là một mũi đơn, cuối cùng các bạn móc sang đây là một mũi trượt, sau đó các bạn cắt len. Và các bạn sẽ quấn cái phần len thừa vào cái đoạn kẽm này. Và mình đã móc xong được một cái lá như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp những cái bộ phận này lại nhé. Các bạn sẽ khâu hai cái tai này vào. Mình đã móc xong là phần tai như thế này. Và các bộ phận còn lại mình sẽ sử dụng là keo nến. Các bạn sẽ dán cái phần bụng này vào giữa cái phần đầu này. Tiếp theo là bốn chân.
Sau đó mình sẽ sử dụng một đôi mắt. Các bạn sẽ dán cái phần mắt này lên đây như thế này. Tiếp theo là mình sẽ dùng len màu đen thêu lên cái trên đầu này một cái hình chữ V. Các bạn sẽ theo hình chữ V như thế này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng que xiên để làm cành. Các bạn sẽ cho vào đây một ít keo nhé và xiên vào cái phần con ếch này. Các bạn sẽ xiên phần bên dưới. Sau đó các bạn sẽ sử dụng len để quấn vào phần cành, cho vào đây một ít keo. Đến đây các bạn sẽ cho cái lá này vào và quấn cùng nhé. Mình sẽ xoay xuống một tí nữa. Đến lần cuối các bạn sẽ cho vào đây một ít keo để chúng ta giữ chặt cái len.
và mình đã vừa móc xong một bông hoa con ếch như thế này. Hy vọng rằng dưới sự hướng dẫn của mình thì các bạn có thể tự tay móc cho mình được một bông hoa con ếch đáng yêu như thế này. À, nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một nút like, share và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.